Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong chiếc TV, bộ phận TV nào thì hay hỏng nhiều nhất. Lúc vừa rồi mình mới mở một chiếc TV khách hàng ra thì mình thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề về chiếc màn hình của TV. Chính vì vậy mà mình tư vấn với các bạn làm một cái video ngắn để tư vấn với các bạn, để các bạn biết được để các bạn tránh làm sao cho chiếc TV của các bạn chạy bền nhất. Thực ra mà nói, những chiếc TV đời cao bây giờ thì vấn đề về thời tiết nồm ẩm, về cái khí hậu Việt Nam thì mình cảm thấy là nó chưa phù hợp lắm. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì người dùng và cái cách sử dụng của người dùng không hợp lý, nên những cái trường hợp mà chiếc TV hỏng màn hình như thế này rất là nhiều. Và mình thấy là những chiếc TV đời cao bây giờ hỏng màn hình nhiều nhất và nó cực kỳ phổ biến. Vậy thì nguyên nhân tại sao chiếc TV này nó lại hỏng màn hình như này? Vâng, trước mặt các bạn đây là một chiếc TV Sony và đang hỏng màn hình. Vâng, thì mình sẽ chỉ ra những nguyên nhân như sau. Mời các bạn xem video này của tôi. Chính vì mình vừa mở chiếc TV trên bàn làm việc của mình này ra, mình thấy nó quá tệ. Chính vì vậy mà mình làm cái video này để tư vấn cho các bạn. Đây, mắt thấy tai nghe các bạn nhé. Mắt thấy tai nghe, các bạn xem ạ. Khi mà mình mở màn hình ra thì chiếc TV này bị nước vào này. Bị nước vào và các bạn xem ạ, nó bị oxy hóa. Nó bị oxy hóa. Trong quá trình sử dụng thì nước nó vào, nó sẽ làm cho chiếc TV hỏng màn hình. Các bạn xem ạ, nước vào màn hình TV mà cái sắt xi nó còn han dỉ như thế này thì các bạn xem cái màn hình của nó có đáng hỏng không ạ? Chắc chắn là sẽ hỏng ngay các bạn nhé. Đây các bạn xem. Đấy, đây. Cái điểm dở của những chiếc TV đời cao là cái cáp màn hình nó sẽ nằm, nó quay xuống dưới. Đây, cái điểm dở của nhà sản xuất nó ở chỗ đấy. Cái cáp màn hình nó quay xuống dưới. Trong quá trình sử dụng, các bạn lau này, các bạn vệ sinh và các bạn lau, chẳng may nước nó chảy xuống hoặc là chơi đâu mà nước nó chảy, nó phải chảy từ trên chảy xuống ạ. Nó chảy từ trên chảy xuống. Chính vì vậy mà trong quá trình sử dụng, và trong quá trình sử dụng nước nó chảy, nó bám vào những cái sắt xi này. Những sắt xi này dỉ thì làm sao những cái mạch điện tử này nó không dỉ ạ? Chắc chắn nó dỉ và nó bị thối, nó bị oxy hóa. Chính vì vậy các màn hình của các bạn, chính vì vậy mà các màn hình của các bạn, quý vị và các bạn, và đây, nó xuất hiện những cái đường chỉ như thế này. Vì vậy mà các màn hình của các bạn nó xuất hiện những đường chỉ như này, kẻ ngang, kẻ dọc, và nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Vậy thì cách phục thủ công thì mình đã hướng dẫn các bạn bằng cái mẹo vặt rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm lại một cái thao tác một lần nữa để các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể làm theo cách của mình. Bởi vì sao? Bởi vì những chiếc TV đời cao, cái cáp màn hình người ta đều thiết kế quay xuống dưới. Chính vì vậy nước nó chảy vào, chảy từ trên xuống thì nó sẽ chui vào màn hình TV và chui vào những cái sợi cáp. Như lúc vừa rồi mình quay một đoạn video, cái đoạn đầu đấy mình giới thiệu các bạn, là các bạn biết được nó hỏng là nguyên nhân ẩm thấp, nước nó chảy xuống cái khe này, chứ không phải là các bạn đổ nước vào nó mới hỏng đâu. Cái nguyên nhân nước vào nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Một là thời tiết, hai là trong quá trình các bạn vệ sinh TV, trong quá trình các bạn vệ sinh TV mà các bạn là vô tình các bạn để những giọt nước nó rơi trong khe này, nó tích tụ lâu ngày ở những sắt xi dưới này và đấy tích nó ngấm vào cái vi mạch điện tử thì chắc chắn là cái vi mạch điện tử nó sẽ hỏng ngay lập tức các bạn nhé. Rồi bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thủ công mà tôi thường xuyên hướng dẫn các bạn. Vâng, trước mặt các bạn đây là một chiếc Sony 55 inch rất là to đúng không ạ? Những chiếc TV to như thế này mà khi mà chẳng may hỏng màn hình, phải thay màn hình mới thì chắc chắn là rất là đắt tiền. Chính vì vậy mà làm sao để phòng cái trường hợp mà TV bị nước vào thì mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều rồi. Lúc này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái cuộn băng dính này. Đây, các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái cuộn băng dính. Cái cuộn băng dính. Vâng. Để thẩm mỹ thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái cuộn băng dính bé như thế này. Và các bạn sẽ dán cho mình cái mép dưới của TV. Các bạn xem. Mình sẽ kéo cuộn băng dính và mình sẽ dán hai đầu. Đấy, các bạn xem ạ. Và các bạn biết để băng dính nó bám sát vào màn hình TV như này. Đấy. Đây. Thì khi mà nhà chẳng may có trẻ nhỏ hoặc là các bạn vệ sinh TV, đây, các bạn đã được dán một cái lớp băng dính mép dưới như thế này. Thì khi mà nhà có trẻ nhỏ nhá. Đấy, nhà có trẻ nhỏ
hoặc là chẳng may các bạn vệ sinh tivi mà có bị nước nó rơi vào thì nước nó chảy ra ngoài, nước nó chảy ra ngoài. Đấy là một cái mẹo vặt thủ công nhưng mà mình thấy là vô cùng tiện ích. Đấy. Khi mà các bạn đã dính được một cái miếng băng dính ở phía dưới tivi này rồi thì các bạn sẽ chống được nước rất là cao. Vậy thì khi mà dán băng dính ở phía dưới này thì có làm ảnh hưởng tivi không? Có làm tivi bị nóng không? Mình xin kính thưa các bạn rằng nó không ảnh hưởng gì về vấn đề thoát nhiệt cho tivi các bạn nhé, mà nó chỉ làm những chiếc tivi của các bạn chạy bền hơn, bởi vì nó sẽ tránh được ẩm thấp, tránh được ẩm thấp rất là cao. Và mình kinh nghiệm này của mình đã mình thấy các bạn đã thực hiện rất là nhiều đấy. Thì cái video ngày hôm nay thì mình muốn tư vấn các bạn tại sao trong thời gian qua tivi hỏng màn hình nhiều nhất, hỏng màn hình là nhiều nhất, nó là nguyên nhân thời tiết Việt Nam cũng như cái cách bố trí màn hình cũng như cái cách mà các bạn vệ sinh tivi để nước nó vào, nó dẫn đến hiện tượng là hỏng màn hình. Và bây giờ thì chuyển xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.